Ok, chào tất cả anh em chờ kênh DHBG của mình hôm nay. Trở lại với con game đấu la viêm thì cái video mình sẽ hướng anh em kỹ năng hào chín. Như ngày hôm qua thì mình đã làm một cái video hướng dẫn anh em sao chép cái đội hình dị vực mê đảo đấy. Đấy, đó là cái từ đăng tích đấy. Cái em dân không được, chắc là anh em vẫn chưa cập nhật đội hình cái độ 2. Đây nhá, lúc đầu anh em cho một cái đội hình bất kỳ để em đánh qua một phải không? Khi mà anh em muốn copy, anh em phải sao chép tất cả mấy con chính ở cái đội hình 2 nhé. Đây ví dụ mình chơi con đới, thứ huyết, độc cô hay bị con linh minh phải không? Mình phải cho tất cả 5 con này lên ấy, rồi mình chuyển sang đội 1, xong quay về đội 2 để nó cập nhật cái đội hình. Rồi em mới thu hồi một con bất kỳ ấy, cho con tướng chết lên ấy. Rồi anh em copy thôi, chú ý cho mình là nhá, nhiều em không làm được, nó bị lố ở cái phần cập nhật được chiến. Và lần này đến cái con gần cuối cùng này, đây lực chiến con đầu tiên là 5 triệu 6 này. Cái con thứ hai 5 triệu 9 này, mình nhớ như đợt trước nó cũng như này thì phải, nếu mình không nhầm nhá. Nếu mà cái đợt sau mà nó vẫn như này nữa thì ngon em ơi. Cái này thì mình trước khi vào cái dịch vụ ấy mình tháo tất cả con nhá. Trước đợt đây em ơi, mình tháo tất cả con chính ra, mình đeo mấy con phụ thôi. Cái này thì mình vẫn đang trong tình trạng test nhá, nếu mà được thì mình sẽ bảo anh em. Không em cứ test luôn cùng mình cũng được. Và từ ngày hôm nay mình sẽ không farm cái hồn thú nữa em ơi, không farm nữa. Đây vẫn 502 thôi ấy. Tại vì ấy, mình sắp đủ cái mốc tung tích hồn thú này rồi ấy. Ngày hôm nay rất là ngon nha anh em ơi. Cái tung tích hồn thú này anh em lúc đầu ấy chỉ kiếm được trong cái đánh con hải kình thôi. Đây, ma kình xâm nhập, nhưng mà ấy, từ ngày hôm nay ấy, ngày 19 ấy thì nó sẽ ra thêm cái lốt nhạc hỗn loạn nhá. Cái này thì mình vẫn chưa hỏi AD là theo ngày hay là theo tuần nữa. Nếu mà nó theo ngày là ngày 19 nhá. Cái này y hệt như con ma kình luôn. Cái độ khó cũng vậy anh em ạ. Mấy con đầu cực kỳ dễ luôn ấy. Chắc với lực chiến của mình sẽ leo được con này lên tầm 13-4. Lên 13-4 thì mình được thêm 13-4 ngày nữa. Tức là mình sẽ đủ cái mốc hung thú đầu tiên nha em ơi. Nó là cái con cá mập đây anh em ơi. Đây, tấn công bản thân tăng. Tăng thêm theo số lượng nhân vật beta sống trong trận. Đây, cái con thứ huyết mình đang cần nhá. Còn thiếu 7 cái. Chắc mình sẽ khô máu em ơi. Dân chơi ngại gì mới dậy em ơi. Mỗi ngày mua thêm một lượt nữa. Khoan đã, lượt đầu tiên là 200 này. Lượt thứ hai 300, ôi mua một lượt thôi em ơi, phí lắm. Mua phát lượt đi. Mình cứ mua cho chất em ơi, mua để đủ cái mốc 20 để mình farm luôn. Nhưng mà anh em nông dân xem mới được mua nhá, phí lắm. Mình muốn nhanh lên mình mới mua thêm thôi. Đây đánh rất là dễ nha anh em. Đánh mấy dạng này kiểu như là anh em muốn tối ưu đêm phải không? Anh em đêm củi quá anh em có thể thoát ra thằng vào lại nó sẽ không mất số lần. Đấy chú ý cho mình nha. Anh ấy con bốt bỉ bỉ này ấy, thì nó cũng ngang ngang với con ma kỳ của em ơi. Đấy ok em ơi, khá là ngon này, được thêm ớt quan á. Cái được thêm cả vé quay này, hôm qua mình không để ý này. Quan trọng là mình lấy cái này này, cộng với cái này em ơi. Đây, nhưng mà tiêu nó chỉ được 20 thôi, nếu mà được 50 ngon nhỉ. 20 ấy, 10 ải là 200 cũng được em ơi. Lông dân nhớ tích này để mình mua cái thần đế ấn ký nhá, chú ý cho mình. Và ngày hôm nay sang tuần thì nó có cái sự kiện tuần mới. Đây, nó là cái tường đá xú tiên này. Cái này ấy, trước mình đã nhắc em rồi đấy. Đầu tiên là cái thường này một ngày anh em sẽ làm được 3 cái phải không? Trong tuần có thêm một cái nữa. Tuần là chỉ được nhận được một lần thôi, còn ngày anh em sẽ nhận được cả 7 ngày. Một ngày được 3 cái này, 7 ngày là 21 cái, cộng với trong cái tuần là 22 ngày, tức là anh em tích hai đợt là thừa 35 dương nhá. Chú ý nhá. Tích đủ 35 thì em mới mở. Dương này mình thấy cũng khá ngon ấy, vì từ cái phẩm tím thì nó sẽ có thể ra cái búa vàng này em quay trong cái thường trong đấy. Mình nói thật luôn nhá, anh em kiểu gì mở mắc từ cái phẩm tím lên cái phẩm kim này kiểu gì cũng ra tầm 1 đến 3 cái búa vàng nhá, rất là ngon. Búa vàng thì em mở trong tường trong. Cái tường trong này mình thấy cũng khá là ổn đấy anh em ơi, nhưng mà nông dân không chơi á vì nó rất là tốn ấy. Anh em mà muốn chơi full này tận 35k em cương em ơi, 35k một tuần anh em kiếm được một cái phải không, tức là 34k. 34k nếu mà em hên thì vẫn ok ấy. Nhưng mà em mà xui coi như em đen ác luôn ấy, vì quà nó rất là chán luôn này. Đây nó ra linh thạch này, ok nhá. Nó ra cái búa vàng cũng ok ấy. Nhưng mà nó ra cái cường hóa trang bị coi như anh em tạch luôn ấy. Đây cái đỏ ấy thì nó cũng hao hao như cái kim đâu anh em ơi. Đây vẫn là mấy cái nguyên liệu hiếm này ấy. Nhưng mà mấy cái nguyên liệu như là X này, bạc thì nó sẽ ít hơn. Nó ít hơn hơn một nửa nhá. Cái cam cũng vậy, nó ít hơn một nửa của cái đỏ ấy. Nhưng mà nó không có cái dương hào hoa nhỉ. Đây, nó cái dương ngọc hào hoa này. Mình thấy dương này rất cùi em ơi. Dương này anh em cứ tích lại ấy. Sau ngọc em cao rồi thì mới mở nhá. Lúc đầu ngọc anh em thấp anh em đừng mở. Và khi em mở thì nó còn được cả mấy cái dương dưới này nhá. Cái này chắc là anh em mở hết hàng dọc thì nó sẽ mở cái này. Đấy, hay là anh em mở hết hàng ngang thì nó sẽ mở cái này. Dương hồ đoàn hào hoa đỏ này, cộng với dương cam. Cái dương này
Chắc chắn là nó sẽ tính theo cái chỉ độ khó của anh em. Độ khó anh em càng cao ấy, mở càng ngon ấy. Nhưng cái này kiểu gì nó cũng có giới hạn. Như là cái sự kiện trồng cây kia mình nhớ là giới hạn là 40 vạn lam thì phải. Và khi mà anh em mở hết phải không? Tức là 35 dương này là em sẽ được cái dương linh thạch ngẫu nhiên. Đây. Anh em mở sẽ được cái linh thạch x1 hoặc x2. Hên thì em sẽ được x3. Nhưng này mình đoán chắc là auto x1 thôi anh em ơi. Hên lắm thì được x2, x3 hầu như không có đâu. Cái này về sau mình không rõ là có tăng không. Nếu mà cái dương này mà là cái thần đến ký x1, x2, x3 ấy, chắc là phải đến 90% anh em có sẽ khô máu nhá. Vì nó rất là ngon ấy. Lên ấy anh em cứ tích mấy cái như vậy nhá. Biết đâu về sau lại ngon. Đấy như đợt này phải không? Mấy cái mà kết liễu này, công hiến là chỉ là cam thôi. Biết đâu về sau nó lại được đó. Nếu mà được đó thì cực kỳ ngon luôn. Nên là Đông Dương cố gắng tích nhá. Mình nghĩ cái này ấy, kiểu gì về sau nó cũng tăng em ơi. Tại vì về sau mấy cái trang bị ấy, hay là cốt cam anh em full hết rồi ấy, mà nó cho mấy cái quả cam này thì quá củi ấy, nên kiểu gì là cũng tăng cái phẩm lên. Đem nông dân chú ý cho mình ở đây nhá. Còn về cái sự kiện trồng cây này chắc là mình sẽ cố gắng ăn cái mốc đầy 800 mà kiếm cái trang bị luôn. Tại vì cái hàng này mình lỡ chơi rồi nên mình sẽ cố gắng kiếm cái mốc 800 ấy. Còn anh em nào mà chưa chơi anh em cứ tích mấy cái hạt giống ấy, đợi đợt sau anh em chơi nó sẽ ok hơn ấy. Nếu mà em tích được đến mấy cái dương cuối cuối như cái 5.000 linh thạch này cực kỳ ngon luôn nhé. Anh em cứ tính đi, một đợt anh em sẽ tích được 630 điểm, 10 đợt thì tức là 6.300 đấy. Anh em tích tầm hơn 10 đợt là ngon. 10 đợt mình nghĩ cũng khá lâu ấy, nhưng mà kiểu gì anh em mà tích được thì sẽ ngon. Nếu cái mốc 5.000 linh thạch đấy nó đổi thành cái ấn ký thì cực kỳ ngon luôn. Và ngày hôm nay thì anh em được cái quà chi ân, chú ý nhá. Quà chi ân thì anh em sẽ được 3.000 kim cương này. Một cái gói 22k, một cái gói 69k, một cái gói 120 mấy k nhỉ, và một cái gói 249k ấy. Nếu anh em mà được nhiều gói chú ý nhá, đầu tiên ấy cái gói 249k anh em chỉ lạp cái quý trưởng thành cho mình thôi, lạp thì em sẽ được rất là nhiều kim cương, mà kim cương game này rất là cần. Tiếp theo là cái gói 22k. Đấy, mốc 2k thì em cứ mua cái thẻ hàng thường này ấy. Còn mốc 129k thì em mua cái đặc biệt này cho mình. Đấy, 22k này, 129k này cộng với 249k tức là còn là cái vé 69k nhỉ. Còn cái vé 69k em cứ từ từ nhá, đợi xem cái mốc nào ngon thì lạp. Đây mấy cái mốc anh em chỉ cần chú ý cho mình mấy cái đấy thôi. Mình trước nhớ là còn có gì mà nhận được cái hồn cốt gì đấy. Cái hồn cốt đấy mình thấy bình thường em ơi, không ngon quá đâu. Cái đấy anh em chỉ cần lạp đầu 22k là sẽ được gói đấy nhá. Nhưng mà theo mình anh em lạp cái thẻ táng nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Giờ một ngày mình khô máu mua thêm một lượt đánh con bút bị không. Tức là một ngày mình làm 3 cái. 3 cái hiện tại mình đang có 14 cái, ngày mai là 17, tức là ngày kia là mình sẽ farm được cái con cá mập này nha. Giờ mình sẽ không farm thú nhá, kể cả cái cầu viện mình cũng không đi nha anh em ơi. Đây cầu viện full 10 lần nha, mình không đi luôn. Mình sẽ đợi ngày kia để mình đi cái hồn thú cao cấp đấy. Đấy anh em nông dân mà chuẩn bị đủ mốc thì chú ý nhá, anh em đừng farm nhá. Mình sợ cái ở đấy nó khó quá, anh em mà yếu không đánh qua được. Nên anh em cứ chắc ăn nhá, đừng farm vội. Đây ngày hôm nay anh em nông dân chỉ cần chú ý cho mình cái hoạt động 7 ngày thôi ấy. Đấy cuối vừa mình sẽ nói qua mấy cái cơ bản nhá. Nhiều anh em mà chưa theo dõi kênh mình chú ý. Đầu tiên là cái tuần tra này. Cái này thì em cứ tạo mới từ 3 đến 6 lần để mình kiếm 7 sao nhá. Cái này dưới 6 sao ấy, thì nó chỉ được nguyên liệu thôi. Nhưng mà khi mà em lên 7 sao ấy, thì nó sẽ được cái vé quay rất là ngon. Chú ý cho mình đấy. Tốt nhất là anh em cứ tạo mới tầm 6 lần hơn lại cho mình. Cứ lên được 7 sao được. Và chú ý nhá, không tạo mới 50 kim cương kể cả gần 7 sao nữa. Chú ý, anh em ở phí như thế sau kim cương thiếu anh em sẽ không chơi được mấy cái sự kiện như ám khí. Còn về cái hồn thú ấy, lúc đầu anh em có thể được top kéo nhưng về sau ấy, top không thể nào kéo được anh em lên ấy. Em tìm một người nào đấy, lực chiến ngang ngang mình, độ khó ngang mình ấy, rồi em đi săn thường này nhá. Cái săn thường này ấy, thì cả hai đều được tăng chỉ khó cộng với hoàn hoàn ấy. Nên anh em mà tìm được một người nào đấy thì hai người cùng săn ấy thì sẽ nhàn gấp đôi, chú ý cho mình này. Và đi cái hồn thú này ấy, anh em chỉ cần chú ý anh em lên cái con thanh cơ rồi cộng với con đêm chính là ổn. Đây như mình lên con đới cộng với con thứ huyết đêm chính. Hiện tại arc mình là siêu cú ấy, nên là mình có đủ nguyên liệu là mình lên thêm bằng con độc cô nữa. Đây hiện tại arc mình ấy, thì lên được con thứ huyết 100 rồi. Lên lúc con bị 90 ấy. Rồi mình sẽ lên cái con đới đâu. Mình sẽ lên con áo tư là 90 lốt. Rồi mình mới lên dần cái con đới bằng bạch 100. Đấy cứ thế thôi. Anh em lên đều cả team lên never ấy. Thì ở cái võ hồn thì em cũng được lên level. Mở mấy hôm này thì anh em cho làm cái đội hình phụ ấy, đánh bốt này, hoạt động các thứ thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Nên em cũng không cần phải dồn lên một hai con đâu. Khi mà em đã lên được cái con đêm chính em 100 ấy thì em cứ dồn đều ra cho mình. Đây tại thú huyết mình tấn công 9.000 này. Đây cho em xem nhá. Đây em thấy không, hồn cốt cam này ngon chưa.
Khi được hồi phục, tấn công tăng thêm 2%, duy trì 5 giây. Cái này mình không dò được cộng dồn nhỉ? Chờ 5 giây ấy. Nếu mà có hai con búp, không biết nó được cộng dồn lên 2 lần không ấy. Cái này thì mình vẫn chưa test nhé. Nói chung cái dòng cam tăng 2% là ok rồi anh ơi. Còn cái dòng cuối ấy, khi chiến đấu phòng thủ tăng thêm này. Chắc đợi khi nào có cái dòng tăng công mình sẽ chuyển sang em ạ. Đây dưới này, tấn công tăng thêm này. Phòng thủ quay cu này, đợi sau thay. Đấy sát thương này cũng bình thường này. Đây, giảm 10% thủ, tấn công tăng 5%, cái cực kỳ ngon luôn. Khi sinh lực bản thân đầy, xác suất bạo kích này cũng ok nhá, nhưng mà tấn công cho độc nó sẽ ok hơn. Ok, vừa được cái hòn cốt, chắc mình sẽ vào đánh nhau vào trận để test cái rút độc của nó nhá. Ngày qua hình như là mình vẫn chưa xem một cái rút độc nhỉ. Đêm nay mình sẽ thử đánh cái bạn hôm qua bạn top 30 là bạn nào nhỉ? Hình như không phải bạn này nhỉ. Thôi mình cứ đánh cái bạn top 30 đi. Xem đồ nào. Không có con Chu Thanh, ok nhá. Đây em chú ý cái rút độc của con thư độc. Cái con thư độc ấy, cái lô tại thứ hai nó rút độc tận 80% công. Để mình xem nhá, 80% công nó rút độc bao nhiêu máu. Còn cái lô tại mà nó rút độc cái con đêm cao nhất là 10% hay 15% gì đấy. Đây em chú ý nhá. Đôi à. 1.000 này, 1.000 này, 400, 1.000 này, 1.000 này, 5.600 này, 5.600 em thấy không? 6.001 này, bao nhiêu đấy? 24.000 này, 25.000 này, 22.000 này. Ui dồi ôi, 80% nó lên tận 22.000 à? Điều thật sự luôn nhờ. 1.000 này, 5.000 này, 5.000 này, 3.000 này, 3.600 này. Từ từ trôi ít thôi, trôi nhanh quá không nhìn thấy. 700 này. Ui độc, ui độc. Gần chết hết tem địch em ơi. Chỉ thiếu một tí thôi. Anh em có con thứ huyết mình không? Hơn bạn kia rất là nhiều ấy. Càng này mình yếu. Không phải là mình build sai, mà là cái con tanker mình yếu em ơi. Giờ đa số anh em ấy, cái con tanker nó đều có ám khí đỏ hết rồi. Nhưng mà cái hạt này của mình ấy, cái con tanker mình thứ nhất là chưa 100, thứ hai ấy, là nó chưa có cái ám khí cam nở lên. Đây vẫn xài cái ám khí lam này thì làm sao đọ được mấy anh em ám khí đỏ đúng không? Đây mình sẽ vào xoay cái bạn top 30 nhá. Đây trang bị này anh em thấy không, đỏ đây lam đấy. May là cái con thứ độc này không xài đỏ nhá, xài đỏ thì nó rút cực kỳ thấm luôn. Đây mình sẽ thử lại cho anh em xem nhá. Thấy không, tấn công nó có 10k mà nó rút độc 22k, nó rút độc 25k thì nào chịu đổi đúng không? Đây là mình còn chưa tối ưu tấn công nhá. Đợi lúc mà mình tối ưu tấn công nó rút độc 50k cho em xem. Đâu xem nào. 16k, 18k này, 18k em thấy không? 1k đấy, nói chung không phải là cái 80% nhá. Cái 80% thì nó phải xấp xỉ 20k em ơi. Lâu lâu ghê, 21k này, 22k này. Kiểu như mấy cái lộ tại hồn cốt nó bút thêm đấy anh em ơi. 22k này em thấy không? Anh em chú ý cái độc rút này, cái độc màu xanh đấy. Ô, cái trận này còn tháo một trận trước à? Rút độc này, chết. Ô, không chết con đối một bạch rồi. Này bị khóa nhỉ, xui ghê nhỉ. Đây em tham khảo nhá. Nó rút độc rất là thấm luôn. Đây, chết sớm đêm vẫn 400 anh em ơi. Thôi kia mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở các video hướng dẫn sau. Bye bye anh em.